Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại VS News. Và trong chiều ngày hôm nay ngày 18 tháng 4, chúng ta sẽ có tin tức gì đáng chú ý? Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé. Mới đây, một cô gái đã vô cùng bức xúc chia sẻ về việc mình đã bị cò lừa khi trải nghiệm đi thuyền và thả đèn trên sông Hoài, Hội An. Và câu chuyện ngay sau khi được chia sẻ thì đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Vậy thì cụ thể diễn biến như thế nào? Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé. Theo chia sẻ trong đoạn clip, cô bạn cho biết mình vốn định trải nghiệm đi thuyền và thả đèn trên sông Hoài, Hội An. Thế nên khi đi trên đường, gặp một người giới thiệu và mời chào, cô cùng bạn mình không nghĩ nhiều mà đồng ý. Sau đó thì người này tiếp tục đưa cô tới một mối khác, rồi mối này mới dẫn ra thuyền. Thương lượng qua vài lần thì cuối cùng, đôi bạn cũng đồng ý trả giá 150.000 đồng cho hai người để đi thuyền trên sông Hoài. Dù giá này có phần hơi đắt, thế nhưng cho đến thời điểm đó, đôi bạn vẫn bấm bụng chấp nhận vì nghĩ thương người lái thuyền vất vả. Tuy nhiên, điều khiến đôi bạn này bức xúc hơn cả là dù đã phải trả cái giá đắt nhưng họ vẫn không được đi hết hành trình. Đáng ra theo thỏa thuận ban đầu thì họ sẽ được đi thuyền tới chùa Cầu. Thế nhưng khi tới nơi, người lái thuyền nói rằng nước lớn và gió to nên không đi được. Lúc này, đôi bạn tạm chấp nhận nhưng sau đó, họ phát hiện rằng các thuyền khác đều đi được bình thường. Ngay lập tức, đôi bạn này đã nhắc nhở người lái thuyền hai lần, thế nhưng người chèo thuyền vẫn lờ đi. Kết quả là chuyến đi khiến đôi bạn có trải nghiệm vô cùng tệ. Cũng trong clip này, cô gái cho biết rằng sau đó, họ đã gặp được những người lái thuyền khác chỉ với giá 30.000 một người. Hóa ra họ đã không may gặp phải cò lừa. Bên dưới clip, rất nhiều cư dân mạng cũng tỏ ra bức xúc thay cho đôi bạn này. Nhiều người cũng chia sẻ rằng họ từng đi thuyền tại đây, chỉ cần tới bến thuyền và hỏi giá thật kỹ thì sẽ tránh được tình trạng bị cò lừa. Trên thực tế thì không ít người đã đi thuyền với giá chỉ 20.000 đồng một người và còn kèm theo cả đèn hoa đăng để thả. Bên cạnh đó, sau câu chuyện này, các cư dân mạng đều mong rằng đôi bạn trong clip cũng như mọi người đừng vì những câu chuyện xấu xí này mà làm ảnh hưởng đến ký ức ở Hội An. Bởi quả thật, mảnh đất này cùng những người dân ở nơi đây rất đáng mến. Đây cũng là bài học cho mọi người khi đi du lịch ở bất kỳ đâu. Hãy tham khảo kinh nghiệm cũng như hỏi giá trước để tránh rơi vào tình huống như đôi bạn trên. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã từng đi thuyền trên sông Hoài, Hội An chưa? Và các bạn có cảm nhận như thế nào về trải nghiệm này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cũng biết nhé. Chúng mình là SNews và các bạn đừng quên like, share cũng như là subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.